Chưa thi mà đuối rồi nè. Đã không chơi thì chơi là mệt. Chào quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với video tiếp theo của Phú Yên Channel nhé. Sáng ngày mùng 7 Tết, Trung Nguyễn đang có mặt tại Kè Bạch Đằng ở thành phố Tuy Hòa. Hiện tại giải đua thuyền truyền thống Kè Bạch Đằng hàng năm vào mùng 7 Tết đang diễn ra. Các bạn thấy là mọi người tập trung ở khu vực bờ kè Bạch Đằng rất đông luôn. Quá trời người luôn các bạn. Cứ hàng năm vào dịp mùng 7 Tết thì sẽ diễn ra lễ hội đua thuyền Kè Bạch Đằng, thu hút rất đông mọi người tham gia. Hiện tại giải đấu đang diễn ra này các bạn. Không khí lễ hội đầu năm rất là đông vui luôn. Đây là các tay chèo của phường 4. Phường 7 là những đối thủ rất là nặng ký rồi. Như mỗi năm thì phường 4 với phường 7 là những phường có truyền thống đua thuyền rất là mạnh luôn các bạn. Mình thi lượt nào chứ chị? Chưa ở chỗ đâu thi hả? Đây là các tay chèo phường 4 này. Bà con thì tập trung đứng dọc tiếng Kè Bạch Đằng này, đông nghịt người luôn. Thì trường đã đua thuyền mùng 7 này. Ông chú kêu tối là đổ đá lên nhận hết rồi. Người ta làm ra nhận. Không, bao nhiêu mạnh lắm. Nam vẫn đang chèo đó. Còn đây là phường nào là ứng cử viên ta? Phường 7 à? Phường 5, phường 7. Phường 7 năm nào cũng về nhất hết rồi. Các tay chèo nữ một lần thi sẽ có 4 phường không? Tổng cộng ở Tuy Hòa có 16 phường xã thì một lượt thi sẽ là 4 phường xã. Ban tổ chức sẽ tính giờ chỗ nào có thời gian ngắn nhất sau 4 lượt sẽ là đội về nhất thôi. Đợt thi đầu tiên của nữ đó là phường 5, phường 4, phường 7. Phường 7 là như mọi năm, phường 7 là sẽ là ứng cử viên du lịch. Ngoài ra còn có phường kia là phường gì đó. Phường nhất nữa các bạn. Phường nhất, phường 4, phường 5, phường 7 sẽ là lượt thi đầu tiên của nữ. Chị ở phường nào? An Phú anh. An Phú hả? Dạ. Chưa thi đúng không? Dạ. Chuẩn bị An Phú này. Dạ. Còn ăn Phú thấy ăn đẹp gái hết rồi. Năm nay mình thấy là có múa lân tại lễ hội đua thuyền nữa các bạn. Ê, bên phường nào ta? Bình Ngọc á, Bình Ngọc á, Bình Ngọc chưa đi không? Yeah. Đây là các nữ tay chèo của Bình Ngọc. Yeah. Bà con đứng ở khu vực này sẽ nhìn rất là rõ nha. Ở khu vực này là khu vực khán đài này các bạn. Các tay chèo nữ sẽ đến vị trí xuất phát là ở khu vực này nè các bạn. Lượt thi đầu tiên của nữ gồm có 4 phường. Phường nhất, phường 4, phường 5 và phường 7. Trong đó là phường 7 là ứng cử viên du địch cho nữ năm nay. Các tay chèo nữ thì đơn vị phường 7 là từ vị trí số 1, phường 5 là từ đây là 4 đội thuyền rồng nữ, phường 4, phường 5, phường 7 và phường nhất sẽ là những đội thi đầu tiên của thuyền rồng nữ. Thuyền nhất ra vị trí xuất phát, phường 4 lùi lại, phường 5 lùi lại, phường 7 lùi lại. Phường nhất đưa thuyền ra vị trí xuất phát, phường 7 và phường 5 nhanh chóng đưa ra vị trí xuất phát. Phường 4 chúng ta lùi lại sau về đích. Phường 7 lùi lại, phường 5, phường 5, phường 4, phường nhất chúng ta lùi lại phía sau và xuất phát. Phường nhất lùi lại đi, phường nhất ơi, lùi thuyền lại. Phường 5, phường 7 lùi đất. Đúng rồi. Đây là các tay chèo nữ của Bình Kiến. Đây, các chị em tiếp năng lượng nữa mà chuẩn bị thi này. Đây là các cây chèo Nam sau khi kết thúc lượt thi của mình. Bên chân đổ bên tay. Đi lên đây luôn, lên đây luôn. Lên đây chỗ luôn. Lên luôn. Đây là các xe chèo nữ của các phường còn lại chuẩn bị thi này các bạn. Hồ đằng nào. Chưa thi mà đuối rồi nè. Đấy, chơi là phải mệt à. Bữa ai mệt hơn chứ? Ở bên đó có hai đà đâu bạn? Ở bên đó hai đà bạn? Không biết nữa. Ăn phú không? Ăn phú tôi hột hoang rồi chứ. Chứ là em phú chứ đẹp còn dẻo hơn tôi toàn vậy á. Theo như thông tin mình biết thì Thuyền Nam, phường Phú Đông sẽ là quán quân năm nay. Mấy năm trước là phường 7 nhưng mà năm nay Thuyền Nam của Phú Đông xuất sắc vượt qua phường 7 luôn các bạn. Các chị em khởi động trước khi xuống thuyền chèo. Một màn khởi động rất là ấn tượng luôn này. Phường nào chị? Phường 8 mà mấy chị em phường 8 rất là bài bản luôn. Người như thế là nhất còn muốn nhất rồi á. Thì thiền thì chúng ta là chủ yếu là phong trào thôi, quan trọng là vui đầu xuân nên thắng thua cũng không quá quan trọng. Đây là các chị em của phường 8 nha các bạn. Rất là bài bản luôn. Đó là nhậu thức cơ. Đó là bộ bóng tay 200.000 ấy. Hàng giòn không? Đấy, hàng giòn. Đây là mình thấy là có cô khá lớn tuổi mà vẫn tham dự chèo thuyền đầu năm này các bạn. Cô đây là phường nào cô? Phường 6 hả? Chắc là cô là vận động viên lớn tuổi nhất rồi. Đúng rồi. Dạ. Cô nhiêu tuổi năm nay? 68 tuổi. 68 tuổi. Con chụp ảnh vận động viên lớn tuổi nhất. Đây là vận động viên lớn tuổi nhất của phường 6. Cô tham dự đây mấy năm rồi? Từ ngày mới cắt sức về tới giờ. Không nghĩ năm nào. Là khoảng mấy năm cô? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Wow. Bao thúng cửa. Dạ. Là bao thúng cho bên đó kìa. Vậy là kỳ cựu tham dự các giải đua thuyền rồi. Rồi. Phường 6 năm nay Hứa Viết Tâm là vô địch không? Dạ. Chị em phụ nữ là ủng hộ là cố lên, cố lên, cố lên. Rồi chúc các tay thuyền của quần số sẽ về đích sớm, đạt giải cao trong giải đua thuyền truyền thống năm 2024 nha. Vậy là một vòng á, một vòng nhưng mà phải qua tiêu dưới kia. Đâu, có gì đâu, thằng Phương Ba nó duy nhất. Phương Ba duy nhất rồi. Đâu, trong này. Này. Đây là phương nào? Còn đua nữa mà. Biết vậy thành hai vòng đầu. Đó, tưởng đâu. Đây phương 7 mà. Vậy còn lên kia nữa mà. Dây bằng nam nè. Trời thấy các cây chèo chèo rất là dài luôn, một quãng đường rất là xa. Không nè, không bí nè. Vậy con 7 vẫn còn treo nãy, vẫn còn thi nè. Tôi vậy lên kia phải xuống bây giờ đích nè. Có gì đích đâu mà. Đó, đây là nó còn đua mà đâu phải là nó đua gì ở đâu. Con bé mới gì ở đây đâu. Đâu con bé. Các tay chèo nữ sẽ trải qua gần 2 vòng từ điểm xuất phát sẽ lên tới cột tiêu phía nút Tràng Sa người kia, sau đó quăng xuống cột tiêu phía dưới cầu, sau đó quăng lên lại và về đích ở khu vực này, một khoảng cách rất là xa luôn. An Phú sẽ ra điểm bắt đầu xuất phát này để mà chuẩn bị thi lượt thi đấu thứ 2 của thuyền rồng nữ. Trong khi đó là phường 5 mới tới khu vực này thôi, còn phải đi một vòng nữa mới xuống địa điểm xuất phát là điểm đích cuối cùng này. Thuyền rồng năm nay thì ban tổ chức sẽ cho các phường thi đấu và sau đó sẽ tính giờ nha. Phường nào ít giờ nhất thì ít sẽ là để đội về nhất. Đây là các tay chèo của Bình Ngọc chuẩn bị thi đấu. Wow. Đây là lượt thi đấu thứ 2 của nữ. Các tay chèo nữ đang mới bước qua vạch xuất phát luôn. Mới xuất phát nên các bạn thấy các tay chèo vẫn còn rất là sung sức nha. Các đội đua ở lượt đua tiếp theo chuẩn bị thứ tư, Bình Ngọc, phường 6, Phú Thành và phường 9. An Phú, phường 2, phường 8. Cái phường nào là đầu tiên ra? Phường 9 hả? Phường 9 này đang dẫn đầu đúng không? Dạ. Yeah. An Phú là cũng đánh giá rất là cao trong lượt thi đấu lần này. Trong khi các tay chèo của các phường thi đấu lượt thi đấu đầu tiên vẫn chưa về đích thì lượt thi đấu thứ 2 đã xuất phát rồi. Năm nay mình thấy các tay chèo nữ trải qua một cự ly thi đấu khá dài luôn, gần 2 vòng như thế này. Bình Ngọc Nam thưa đứng thứ mấy vậy? Bình Ngọc Nam về mấy đây? Bình Ngọc có được không? Không phải Nam á, Nam á. Nam đứng 3. Vậy là nữ đứng nhất. Giờ Nam 3 nữ nhất. Chưa thi đấu mà hy vọng vậy đi. Hy vọng vậy đi. Đây là các tay chèo của Bình Ngọc. Đây này cho nên thoải mái. Đây là ngược lại như là thoải mái hơn nha, mày Còn thì nó có mấy lúc khi thi đấu thì các chị sẽ chụp những tấm ảnh để mà kỷ niệm. Đây là ứng cử viên cho đội tuyển. Đưa cái chai cho tôi. Ở xuống tặng nó đi. Gì mà? Từ đấy, đã thấy con không được. Đây là những tay chèo nữ trong lượt thi đấu đầu tiên. Giờ rồi mới về đích này các bạn. Nãy đội nào gì đích rồi? Đua lần đầu vậy. Các cây chèo đã mình thấy là khá mệt rồi. Đây là những tay chèo không chuyên, dường như là một năm mới chèo thuyền một lần nên các bạn thấy là khi mà về đích đã khá thấm mệt. Cuối cùng phần tư cũng đã về đích trong lượt thi đấu đầu tiên của nữ. Theo sau đó là phần 5. Đồng ở Kè Bạch Đằng, Tuy Hòa mình thấy là thể thức thi có khác so với đua thuyền rồng các địa phương, đó là các tay chèo thi một vòng, sau đó là chọn đội nào có thời gian ngắn nhất sẽ là đội vô địch. Còn ở các địa phương thì sau vòng thi vòng loại sẽ chọn ra 4 đội vào vòng chung kết và 4 đội sẽ thi đấu tranh giúp nhì 34. Và khi đó các đội sẽ tranh nhất nhì 34 sẽ rất là quyết liệt. Còn đây thì các bạn thấy là rất là thưa thớt luôn. Cự ly nữ thì mình thấy quá dài, không có tính cạnh tranh giữa các thuyền. Đội Bình Kiến vẫn chưa xuất phát nên các bạn thấy là vẫn còn huấn luyện viên còn dặn dò trước khi xuất phát. Bình Kiến hôm nay thấy trẻ nhiều à. rồi, đúng rồi. Cố gắng mà xem cho được. Bớt nhẹ nhẹ thôi.